với câu hỏi được đặt ra: nghỉ hưu trước năm 2018 lợi hay hại? Câu trả lời ngay lập tức có thể hiểu là sẽ có lợi đối với lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội. Vì thế, tình trạng chạy giám định sức khỏe để nghỉ hưu sớm đã xảy ra ở một số địa phương. Đơn cử tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2015 đã xảy ra tình trạng người lao động ồ ạt đi giám định y khoa để nghỉ hưu sớm. Lượng người nghỉ hưu sớm tăng 30% so với năm 2014. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối với lao động nữ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nếu có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi nghỉ hưu sẽ được nhận 45% lương bình quân. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2% và tối đa không quá 75%. Như vậy, để đạt bảo hiểm xã hội 75%, lao động nữ phải có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, những người về hưu trước năm 2018 thì chỉ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội và cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 3% lương hưu. Còn đối với lao động nam, từ năm 2018, nếu có đủ 16 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng 45% lương bình quân. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2% và tối đa không quá 75%. Như vậy, lao động nam phải đóng 31 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng 75% lương bình quân, trong khi trước năm 2018 chỉ cần 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, kể từ năm 2018, số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam cũng sẽ tăng dần. Cụ thể, nghỉ hưu từ năm 2019 phải có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội, năm 2020 phải có 33 năm đóng bảo hiểm xã hội, năm 2021 phải có 34 năm đóng bảo hiểm xã hội, năm 2022 phải có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng 75% lương bình quân. Dựa vào bản so sánh trên, rõ ràng việc nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có lợi hơn việc nghỉ hưu sau năm 2018. Tuy nhiên, lý giải vì sao có sự thay đổi trên, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng: do thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quá ngắn, trong khi thời gian hưởng quá dài, dẫn đến mất cân đối đối với quỹ hưu trí. Do vậy, để đảm bảo nguồn quỹ, việc tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là cần thiết. Đây được xem là giải pháp thiết thực, một mặt đảm bảo quỹ hưu trí cân bằng, đồng thời đảm bảo tính công bằng cho người lao động hưởng lương hưu sau năm 2018. Mặt khác, chúng ta đang hướng đến nguyên tắc có đóng có hưởng, đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, do hiện nay tiền lương hưu được xác định theo công thức đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với mức hưởng 45%, nhưng thực tế 15 năm đóng bảo hiểm xã hội chỉ tương đương với 38%, có nghĩa là nhà nước phải hỗ trợ thêm cho người lao động 7%. Với cách tính này, về lâu dài cũng gây nên sự mất cân đối trong quỹ hưu trí. Vì vậy, việc tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội được xem là chính sách đường dài nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Do đó, việc chạy giám định để nghỉ hưu sớm không hoàn toàn có lợi. Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: người lao động muốn nghỉ hưu sớm, ngoài điều kiện quy định về độ tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc do suy giảm khả năng lao động, nếu vì lý do suy giảm khả năng lao động còn phải giám định sức khỏe, và người lao động phải có xác nhận suy giảm 61% trở lên về khả năng lao động. Vì thế, không phải người lao động cứ muốn là có thể về hưu trước tuổi. Cùng quan điểm trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi cho rằng: người lao động về hưu sớm khi chưa đủ số năm nghỉ hưu cùng các điều kiện đã được quy định sẽ bị trừ 2% lương hưu, thay vì trước đây bị trừ 1%. Trừ các trường hợp người lao động kết thúc năm 2017 đã đủ thời gian công tác và đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, thì năm nay là thời điểm về hưu tốt nhất. Có thể thấy, vấn đề nghỉ hưu sớm còn ràng buộc bởi những quy định rất cụ thể. Vậy nên tình trạng người lao động xin nghỉ hưu trước năm 2018 chỉ có lợi với một số trường hợp nhất định. Sự thay đổi về cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu cũng như tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Luật Bảo hiểm xã hội tuy có những nghiêm khắc giai đoạn đầu, nhưng phải nhìn nhận đây là một chính sách hướng đến lộ trình lâu dài và khi được vận hành sẽ cân bằng quỹ hưu trí, đảm bảo tính công bằng cho người lao động.